Chào tất cả các con. Các con thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau học tiết toán bài chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Tiếp theo, nội dung bài học hôm nay gồm có 1. Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Tiếp theo, 2. Bài tập vận dụng. Qua 2 ngày học bài chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số, chắc các con đã thực hiện thành thạo. Hôm nay các con cùng nhau chia nhẩm chữ cô nhé. Ở phép tính đầu tiên, 4218 chia 6. Như vậy để thực hiện cách chia, chúng ta thực hiện theo hai bước. Bước thứ nhất, chúng ta đặt tính. Bước thứ hai, các con thực hiện tính. Các con còn nhớ chúng ta thực hiện tính từ đâu sang đâu không? À, chúng ta thực hiện tính từ trái sang phải. Ở lượt chia đầu tiên, chúng ta lấy 4 chia 6. 4 nhỏ hơn 6 nên các con lấy số tiếp theo, 42 chia 6 được 7, viết 7. 7 nhân 6 bằng 42. 42 trừ 42 bằng 0. Đến lượt chia thứ hai, các con hạ 1, viết 1. 1 chia 6. Ở đây các con nhìn thấy 1 nhỏ hơn 6. Số nhỏ chia cho số lớn bằng 0, cho nên 1 chia 6 bằng 0. 0 nhân 6 bằng 0. 1 trừ 0 bằng 1. Ở lượt chia thứ ba, các con hạ 8, viết 8. 18 chia 6 được 3. 3 nhân 6 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0. Ở lượt chia cuối cùng, các con nhìn thấy số dư là 0. Nên phép 18 chia 6 bằng 703 là phép chia hết. Ở bài này, các con chú ý ở khi hạ 1, các con thấy 1 nhỏ hơn 6 nên hạ tiếp 8 là sai. Ở bài này 1 nhỏ hơn 6, 1 nhỏ hơn 6 nên chia 1 chia 6 bằng 0. Các con nhớ bước này nhé. Để giúp các con hiểu rõ hơn, chúng ta sang phép tính thứ hai. 2407 chia 4. Bước 1, chúng ta đặt tính. Bước 2, chúng ta thực hiện tính từ trái sang phải. Ở lượt chia đầu tiên, các con lấy 2 chia 4. 2 nhỏ hơn 4, cho nên các con lấy số tiếp theo là 24 chia 4 được 6. 6 nhân 4 bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0. Ở lượt chia thứ hai, các con hạ 0, viết 0. 0 chia 4 bằng 0. 0 nhân 4 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0, viết 0. Ở lượt chia thứ ba, các con hạ 7, viết 7. 7 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 7 trừ 4 bằng 3, viết 3. Ở lượt chia cuối cùng, các con nhìn thấy số dư là 3, số chia là 4. Như vậy số dư nhỏ hơn số chia nên phép tính này được. Vậy 2407 chia 4 bằng 601, dư 3. Phép chia này gọi là phép chia có dư. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con thực hiện hai phép chia và các con đã nắm được kỹ năng chia. Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số, ta thực hiện theo hai bước. Bước 1, đặt tính. Bước 2, thực hiện chia từ trái sang phải. Để vận dụng các kiến thức vừa học, các con hãy làm vào cuốn bài tập nhé. Chúc các con học giỏi. Chào các con.